nha, mà Fashion đây thì mình sẽ quyết định quay cái review hồ bơi trước đi. Thì đây là cái chỗ cà phê này là có cà phê có mình tên là hồ bơi Tri Kỷ. Đây là cà phê Tri Kỷ này nghe, cà phê Tri Kỷ nha. Hồ bơi như là cũng có bán từ đây, hồ bơi cũng có nữa. À sorry các bạn nha, đầu đi kiếm đường vào nữa rồi, kiếm đường vào này ha, kiếm đường vào. Hồ này chắc cũng khoảng sâu tới 1m4 này rồi. Hồ này hồi sâu chắc khoảng 1m4, sâu tới 1m4 này rồi. Mình sẽ đợi chó bạn em, sẽ ra cái chỗ này tự đợi chó ra giờ sau, tại giờ nắng quá hơi bị chó các bạn ơi. Đây là cái hồ bơi các bạn. Cà phê này, cà phê là Tri Kỷ bạn ơi, cà phê Tri Kỷ nha. Thì giá vé hồ bơi này khoảng cỡ tầm là 35 các bạn ơi, cỡ tầm 35 á. Các bạn nhìn cái chỗ cái anh nữ Cali các bạn ơi, anh nữ Cali hàng của nó là Khonek KXX280. Anh nữ Cali bạn ơi, anh nữ Cali. Giờ mình không uống, mình sẽ quay cái review với rồi. Nè cái hồ này hôm bữa mình cũng có bơi đây nè, bơi đây nè. Cái hồ này chắc có sâu khoảng 1m4 hơn so với Lê Hành, là chắc có sâu hơn chắc là 1m6 đến 1m4 bạn ơi, 1m6 đến 1m4. Tại vì mình cao thì mình khoảng 1m7 rồi, cao 1m7 chắc là mình sẽ phải bơi cho 1m4 hơn á. Hồi là chắc chưa được sâu á. Hết đường cuối là nó sẽ sâu ít lên đi là 1m2 bạn ơi, 1m2 nha. 1m2 á. Nói sơ sơ cà phê thì cà phê Tri Kỷ là có view. Review thì đây là chỗ ăn uống sinh tố hay là cà phê nữa. Cũng cao nữa. Thức ăn rồi kem cũng có nữa, kem cũng có rồi, cà phê dễ khá ăn vặn y nguyên cái review vậy á. Rồi sinh tố nước ngọt rồi trà nước ép nữa, kính mời. Ở đây là cũng có bạn ơi, có cũng có như chủ đề ăn vặn của mình cũng có nữa. Thật ra thì chủ đề ăn vặn thức uống thì mình ít đăng lắm, cỡ 4 video bạn ơi, 4 video bạn ơi. Nếu bây giờ ra thì mình quay chủ đề này thì chắc sẽ ngon á. Mình sẽ review cái hồ bơi trước nha. Thì cái hồ bơi này hôm bữa mình có bơi, nếu mà bơi thì cái bè phải tới chỗ đây nè, cái chỗ tự đổ á. Các bạn nhớ phải kêu nha, kêu xong rồi xong mà bạn nói đi bơi thì các bạn phải đưa tiền. Hồ bơi là chắc là có tầm giá vé là một người là 35, còn hai người là 70 ngàn, 70 hai người, 70 ngàn hai vé ba hai người, bơi chung hay là không bơi. Còn không bơi thì các bạn cứ uống cà phê thôi nha, bạn uống cà phê nha. Tương tự vậy á, mình thì đây là cà phê Tri Kỷ ở Hương Lộ 2 bạn ơi, Hương Lộ 2 nha. Địa chỉ là 819 Hương Lộ 2 á. Ở nhà mình đây nè, ở nhà mình là Hương Lộ 2 nè, chung cư Sài Gòn Home. Các bạn từ đường đi là thấy cái lối nhập hàng, lối nhập hàng nằm ở đây, lối nhập hàng nằm ở đây nè. Nhập hàng cái đường này ra khu B luôn. Thì đây là cái chỗ ngồi hết toàn bộ luôn. Còn này chắc là hơn Lê Hành 1m6 các bạn ơi. Hồ bơi Lê Hành có sâu hơn là 1m6 bạn ơi. Đây là nhân viên quán cà phê Tri Kỷ. Tại hôm bữa mình tới nhà Max Work rồi, tầm ba thì có wifi là cà phê Tri Kỷ password là 3636078 này ha. Bắt wifi á. Để bơi được thì gì đây? Để gặp bơi thì chờ xíu mình sẽ đi xuống
Không thấy được. The shit. Rồi bạn ơi, cuối cùng mình ra được rồi. Tại cái chỗ phòng thay đồ nó sẽ là phòng thay đồ cũng có nữa, phòng thay đồ nữ thì thôi. Tới đường này là nó có trẻ, sẽ xuống tới chỗ lối hầm xe bạn ơi, xuống tới lối hầm xe bạn ơi. Tại một dòng này là hết rồi, một dòng này là hết rồi. Cái chỗ lối nhập hàng nó nằm ở đây nè. Đây là lối nhập hàng nè, nhập hàng của cô Opmart thôi. Tiếp theo cái vụ cái chỗ cà phê review hồ bơi chi kỹ rồi. Nhà thì bất công nữa, bất công mình hỏi quay nha. Rồi cái review hồ bơi chi kỹ đã là kết thúc rồi à. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên cho mình là like và subscribe nha. Nếu các bạn thấy cái video hay đừng quên cho mình là like và subscribe. Rồi đừng quên là nếu mà mọi thắc mắc câu hỏi thì xin vui lòng là gửi bình luận ở phần bên dưới cho mình biết nha. Thì mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn cái video tiếp theo nha. Rồi còn cái hộp khu bấm rổ nào cũng có nữa. Mình chào tạm biệt các bạn nha. Và bye bye, chào tạm biệt Anderson.